Chết rồi các bạn ơi, bạn vịt của mình đâu mất rồi ấy nhỉ? Vừa nãy bị cái con khủng long đuổi, mình không biết mình bỏ quên bạn vịt ở đâu ấy. À, mình nhớ rồi, mình có giác quan thứ 6. Bây giờ mình sẽ dùng giác quan đấy để tìm bạn vịt của mình nhá. Vịt ơi, mau hiện ra!